bạn, hôm nay mình có dịp đi ngang qua đây và trên cánh đồng của quê hương thì mình có thấy một cụ ông rất lớn tuổi nhưng mà vẫn đang còn làm ruộng. Thì chúng ta sẽ ghé qua đây để coi cây cảnh mà cụ ông làm ruộng nhé các bạn. Bao nhiêu năm rồi? Ông vậy thì ông làm ruộng bao nhiêu năm rồi? Năm chục hai tuổi đi cuộc ruộng cuộc bề là 3 năm rồi đó. Mấy 3 năm rồi. 3 năm nữa mới làm ruộng 3 năm đấy nè. Tao làm ruộng. Ơi các bạn coi ông làm ruộng này. Đây ruộng của ông đây. Như cả đây cả đồng này là nửa của ông rồi. Chứ ông làm gì đi? Bỏ à? Bỏ lúa cần lúa, ông đủ việc cái này. Rồi. Rồi thế đi bỏ. Chứ đi bỏ đấy cho rồi lạc cái đây. Bên đi lạc đây. Đây dòng cụ đây. Dòng cụ của ông làm rồi đó. Rồi theo chân ông để coi cách ông bỏ lúa ấy. À, bỏ lúa phải đặt rồi đang hoa rồi đi ôm lúa bỏ vô đi chưa tại giờ ông rành chưa làm từ giải phóng vô lần mà coi đi. Ôm côi là ôm lúa đó. Đây con cái chị này chị đang ôm lúa tới cho ôm này bỏ đây. Một ngày rồi uống bỏ được bao nhiêu bỏ uống? Ngày á, hai vợ chồng làm nó là 2 hecta. Là 2 hecta rồi là kêu người ta cũng có bây giờ về lắng lộn đi bên này. Thầy uống, cả bạn thầy uống da rồi cũng khỏe chứ. Mà thầy khỏe mà khổ. Không biết làm ăn hai người à, uống về mê thôi à. Uống mê thôi. Mà làm ruộng mấy hecta đây, ăn sao hết. Ta ăn hết thì ăn hết cho người khác ăn bớt đi. Ông đi làm từ thiện đó. Ông làm ruộng đấy, ông hồi chục ông xây lúa đấy, ông đi cúng dường. Làm từ thiện. Ai chưa? Này, cắt ông bỏ đây các bạn. Tám chín mươi tuổi rồi con bò lúa tốt như một thanh niên mới lớn. Khi được bò lúa là cái trứng là phải hóa rồi cái khi nó là chứ cái trứng tê rồi. Uống nói trước bò lúa là uống phải hóa cái trứng qua nhưng mà bây giờ là uống tê trứng rồi cho nên uống lên uống dầm sơ sơ rồi thôi là uống đạp lúa xuống sơ sơ thôi. Đây là cách bỏ lúa của người miền Trung này. Có một anh chàng sinh viên
ra quê để đi bò lúa kiếm cơm. Việc mắm đen ơi. Chưa quá đẹp luôn. Cái này là nên học luôn. Đấy. Người miền Trung mà bò lúa kiểu này vậy. Kiểu cắt gần lúa. Và đây là cái công đoàn cuối cùng là công đoàn cục lúa. Thì những người nông dân người ta thuê cái máy động cơ và người ta sẽ bỏ lúa lên và cho rơm ra một đường, thóc ra một đường để có từng hạt thóc đóng vào bao và đem về phơi khô. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi mình với mình một đoàn cuộc lúa của những người nông dân nha các bạn. Đây là những cái lúa nó ra thì mọi người sẽ đổ vào bao. Quá quá trình để làm ra được hạt thóc thì cũng mất rất nhiều sức mà người nông dân bỏ ra. Vâng, và kính thưa quý vị và các bạn, thì video của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Thì nếu mà video có hay thì xin quý vị chúng ta hãy cho Trí một like, một subscribe và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Trí thật nhiều nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.